Heo quay ba rọi thì là 320 một ký. À, đùi thì 300, sườn thì 300, xá xíu thì 300, ba rọi mỡ thì 200. Dạ. Da heo là 500. Chặt luôn. Lấy cái đĩa. Bánh mì 15k một ổ, bánh bao 10.000 năm cái. Lily kia hôm qua sao không quay kìa. Nửa ký, nửa ký chặt không? Ừ. Một ổ bánh mì. Quay theo cái phong cảnh rộng thử xem thử là cô chú thích cái cảnh này cảnh rộng hay là chặt nha. Mình chỉnh lại cái máy em. Nửa ký heo quay không chặt. Dạ không. Cô gái xanh riêu. chị có muốn bao nhiêu chạy em 10.000. Chặt theo quay chặt luôn đúng không? Muốn bao chiêm chứ? Hành đầu nè.
là giá thành thì mọi người bảo là có gì để cái ký rồi. Giá 320. Rồi chơi nước nhiều. Vậy là ớt là nó đặc sản. Đúng rồi, không ớt dễ trắng. Bánh mì heo quay bánh mì, đi làm bánh mì. Cái góc quay này là nó bơ quá khách luôn á, cô chú anh chị và các bạn nha. Cảnh rộng, nhưng mà cái người nó bị lùn lại. Quay cảnh này thì bô tầm mấy, nhưng mà cái người bị lùn lại. Nước ký sườn, nước ký bà rọi. Chị bình thường.
ba gọi một miếng 120 miếng, 100 ngàn đúng không chị? Chặt cây để nguyên, hạt để nguyên chứ, là miếng 120 miếng với lại hai ổ tiền. Cái gì ống bài nào cũng tiền không? Để chung rồi đi chị. Để chung hả? Để nghiêng đi chung mà để nghiêng hả? 205 nè. Cái hộp, cái bịch này bỏ hộp ít tiền chưa mẹ? Bỏ bịch nổ hả? Không, một bịch hai ổ luôn. Này cái hộp này là bỏ hộp hai ổ tiền chưa? Còn cái hộp thì bỏ bịch. Ký rưỡi ba loại chặt luôn, chặt cả vô nha, đừng có chặt thử coi nha. Ký rưỡi chẳng hay mình.